Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 15 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tập trung thi công bảo đảm tiến độ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án diễn ra chiều nay. Thành phố làm tốt công tác chuẩn bị hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào năm 2018 diễn ra trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 3. Hơn 50 công trình xây dựng vi phạm trong 2 tháng đầu năm đã được các ngành liên quan kiên quyết xử lý nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện An Dương, cụm trưởng cụm thi đua khối huyện của thành phố, tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố. Cụm thi đua khối huyện thống nhất nội dung thi đua với 8 chỉ tiêu chính, trong đó đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách xã hội cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo chủ đề năm của thành phố, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong khối thi đua cụm huyện của thành phố thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của thành phố, yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tập trung triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thi đua trong năm 2018. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển đột phá của thành phố hiện nay, cần tiếp tục chủ động khai thác tốt tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Cát Hải, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện năm 2017. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho nhân dân và cán bộ các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và An Dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2017. Chiều nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ về tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng rút kinh nghiệm trong thực hiện kết luận của cuộc họp giao ban lần trước, giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan để làm việc với các đơn vị quân đội, giải quyết dứt điểm mặt bằng liên quan đến đất quốc phòng. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện, giao Sở Xây dựng kiểm tra diện tích giải phóng mặt bằng liên quan đến đất nghĩa trang, liên quan đến mặt bằng cảng Hải Phòng, đề nghị quận Ngô Quyền chủ trì cùng ban quản lý dự án, văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất phương án cụ thể giải quyết dứt điểm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu huyện Thủy Nguyên tiếp tục phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng cho đơn vị thi công, các nhà thầu chủ động xây dựng đường găng tiến độ của từng hạng mục, quá trình thi công có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tác động đến môi trường và đời sống dân sinh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào năm 2018. Đây là năm thứ hai hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào được tổ chức tại Hải Phòng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Chương trình có 3 hoạt động chính diễn ra trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 3 năm 2018, gồm triển lãm hoa anh đào tại sân cột cờ và công viên Tam Bạc, tọa đàm trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp Hải Phòng và doanh nghiệp các tỉnh thành phố của Nhật Bản được tổ chức từ 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 tại trung tâm hội nghị thành phố. Lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại quảng trường nhà hát thành phố. Đến thời điểm hiện tại, Sở Văn hóa và Thể thao và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế đã hoàn thành kịch bản chương trình khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam giao Công an thành phố, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Hải Phòng, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đón tiếp các khách mời với tinh thần trọng thị, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi chương trình diễn ra. Giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hải Phòng phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm và đề xuất danh sách khách mời dự tọa đàm. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế xây dựng kịch bản chương trình lễ khai mạc giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phối hợp với các sở ngành liên quan
tăng cường tuyên truyền và tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng danh sách khách mời, xác báo số lượng khách mời và các công việc liên quan, bảo đảm chương trình thành công tốt đẹp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò và nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ngành bảo đảm hàng hải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công ích nhà nước giao. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc đề ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra chiều nay. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng. Nhân dịp này, 4 cá nhân thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng. Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện pháp lệnh động viên công nghiệp, đạt kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh động viên công nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đại diện Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. 15 năm qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, công tác quản lý nhà nước về động viên công nghiệp trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo dưỡng vận hành 4 dây chuyền sản xuất, sửa chữa trang bị cho quân đội được chú trọng. Các sở ban ngành các địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ tiêu sản xuất sửa chữa, bảo đảm đúng đủ số lượng, chất lượng, an toàn, tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm động viên công nghiệp đúng quy định. Kết quả trong thực hiện pháp lệnh là cơ sở tiền đề cho thành phố Hải Phòng quản lý chặt chẽ về tiềm lực công nghiệp, khả năng huy động phục vụ cho quốc phòng khi có chiến tranh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, để thực hiện tốt pháp lệnh động viên công nghiệp, cần phát huy sức mạnh của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến sâu rộng nội dung của pháp lệnh, xây dựng kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, gắn với quy hoạch phát triển tổng thể, quy hoạch vùng của các ngành công nghiệp, cơ khí, luyện kim, hóa chất, điện tử. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp lệnh động viên công nghiệp được Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương, khen thưởng. Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, chủ trì cuộc giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại huyện Thủy Nguyên. Qua giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Bùi Thanh Tùng đánh giá cao kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của huyện Thủy Nguyên thời gian qua. Việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại được chú trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ việc phức tạp kéo dài. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện luật khiếu nại tố cáo, từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài. Khởi công từ giữa tháng 8 năm 2017, do có lợi thế là được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, nên thời điểm này, trên công trường xây dựng nhà máy nước Hưng Đạo, quận Dương Kinh, đơn vị thi công đang tích cực tập trung phương tiện, máy móc thiết bị và kiểm soát tốt tiến độ. Công trình xây dựng nhà máy nước Hưng Đạo thuộc gói thầu CVK1 cải tạo xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Đồ Sơn và vùng phụ cận đã hoàn thành việc xây dựng văn phòng điều hành, các công trình phụ trợ để phục vụ thi công. Nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hệ thống thoát nước, hồ nhận nước, trạm bơm nước thô, cụm bể trọng, bể lọc, phòng điều khiển, nhà hóa chất, trạm bơm nước sạch và nhiều hạng mục quan trọng khác. Chúng tôi đánh giá cao năng lực và chất lượng thi công của nhà thầu. Tuy nhiên, tại cuộc họp giao ban giữa các nhà thầu vào sáng nay, thì chúng tôi cũng đã cùng nhau bàn luận về các biện pháp để đẩy nhanh thi công một số hạng mục, bởi mùa mưa đang đến gần và yếu tố thời tiết này có thể là nguyên nhân làm chậm tiến độ. Do đó, hiện nay chúng tôi cũng đang yêu cầu các đơn vị phải tập trung hơn nữa về máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục trước khi mùa mưa tới. Nhà máy nước Hưng Đạo thuộc gói thầu CVK1, hạng mục cải tạo xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Đồ Sơn và vùng phụ cận của dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ. Dự án có tổng mức đầu tư 73,7 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ADB là 56,8 triệu đô la Mỹ
vốn đối ứng trong nước là 16,9 triệu đô la Mỹ. Một trong hai hạng mục lớn của dự án bao gồm xây dựng nhà máy nước Hưng Đạo công suất 25.000 m khối một ngày, quy hoạch đến 200.000 m khối một ngày, cải tạo nhà máy nước Đồ Sơn hiện có thành trạm bơm tăng áp và bể chứa nước trung gian, xây dựng khoảng 18 km ống chuyên tải và cải tạo hệ thống phân phối với khoảng 17.000 hộ được lắp đặt đấu nối cấp nước. Vùng phục vụ bao phủ là quận Đồ Sơn, Dương Kinh, huyện Kiến Thụy và nhất là đáp ứng nhu cầu cấp nước cho đảo Cát Hải. Theo cam kết với thành phố, công trình sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công, về đích trước 12 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên hiện nay, công tác thi công đang gặp một số khó khăn, đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang gặp một số các cái khó khăn về mặt kỹ thuật, cái địa chất công trình phức tạp và chúng tôi phải tập trung cái nguồn lực để giải quyết cái này. Thì trước kia thì cái thời gian nó là 30 tháng thì cái tiến độ huy động có thể là muộn hơn, nhưng bây giờ là 18 tháng, thành ra là đang yêu cầu nhà thầu là phải gấp rút vận chuyển toàn bộ cái vật tư thiết bị, đặc biệt là những cái vật tư thiết bị về nhập khẩu hoàn thiện để trình lên các ban ngành của thành phố để có thể xin phép được một số các cái đoạn biện giấy phép thi công ở các cái khu vực phức tạp, các vị trí phức tạp. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ hòa mạng hệ thống cấp nước toàn thành phố để kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước tại khu vực theo mục tiêu cấp nước an toàn. UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định giao Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Mắt Hải Phòng thực hiện cơ chế tự chủ nhóm 2. Như vậy đến thời điểm này đã có 5 bệnh viện công lập của Hải Phòng tự chủ về tài chính. Theo đó, từ tháng 3 năm 2018, Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Mắt Hải Phòng phải tự bảo đảm chi thường xuyên. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại hai bệnh viện được thực hiện theo khung giá dịch vụ khám chữa bệnh của Thông tư Liên tịch số 37/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Trước đó, tháng 1 năm 2017, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng là bệnh viện công lập đầu tiên của thành phố thực hiện tự chủ tài chính. Hai bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tự chủ tài chính từ quý 4 năm 2014. Như vậy, đến thời điểm này, Hải Phòng có hai bệnh viện hạng 1 là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Kiến An và ba bệnh viện chuyên khoa, sản, nhi, mắt đã thực hiện tự chủ tài chính. Theo báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có trên 650 trường hợp xây dựng, trong đó có hơn 50 công trình xây dựng vi phạm mà lỗi chủ yếu là không có giấy phép xây dựng. Trong số hơn 50 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, có hơn 40 trường hợp không có giấy phép xây dựng. Số còn lại là sai phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Các công trình vi phạm đã sớm được phát hiện và xử lý kiên quyết. Cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách hơn 200 triệu đồng. Ra quyết định đình chỉ thi công khi chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng. Mặc dù số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ năm 2017, song thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về lĩnh vực này, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành địa phương, rà soát lại chính sách, các quy định liên quan đến xây dựng cơ bản, đề xuất loại bỏ các yếu tố gây phiền hà khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp trong cấp phép xây dựng, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, kiểm tra, đôn đốc, xử lý triệt để các công trình vi phạm mới phát sinh. Là quận đang có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, số lượng các công trình xây dựng mỗi năm không ngừng tăng lên. Song tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Dương Kinh vẫn diễn biến phức tạp, cần có các giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 2 năm 2018, có 5 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn quận, trong đó 4 trường hợp không có giấy phép xây dựng, 1 trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo đơn vị chức năng lập hồ sơ xử lý 5 trường hợp, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 6 triệu đồng. Ngoài ra năm 2017, quận xảy ra 37 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đến nay mới khắc phục hậu quả 10 trường hợp qua việc cấp bổ sung giấy phép xây dựng, hoàn thiện thủ tục tiến hành phá dỡ 8 công trình, còn 19 trường hợp chưa được xử lý triệt để.
Do có hàng chục trường hợp tồn đọng từ các năm 2016-2017 không được giải quyết triệt để, đến tháng 1 năm 2018, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Dương Kinh đã chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, theo đó thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách đô thị phường Đa Phúc và hai công chức địa chính các phường Hải Thành và Anh Dũng. Đặc biệt đối với những công trình vi phạm được báo chí quan tâm phản ánh, lãnh đạo quận Dương Kinh cũng triển khai ngay các biện pháp xử lý kịp thời. Sau khi mà truyền hình Hải Phòng có đưa tin về một số cái vụ việc còn tồn tại trên địa bàn quận thì chúng tôi đã họp với lại các địa phương và yêu cầu các địa phương trước hết là giải trình về các cái vi phạm. Nhất là cái việc thực hiện không nghiêm túc cái ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận trong cái việc khắc phục hậu quả. Thứ hai là giao cho phòng quản lý đô thị là phối hợp với Ủy ban các phường để sớm có cái báo cáo đề xuất xử lý các cái sau vi phạm của các cái vụ việc mà báo chí đã nêu. Thứ ba là chúng tôi cũng đã có báo cáo đề xuất với thành phố để cho xin một số cái chủ trương để tăng cường cái hiệu quả công tác quản lý. Lãnh đạo quận cũng yêu cầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách đô thị, công chức quản lý đô thị các phường, trưởng phó phòng quản lý đô thị và chuyên viên của phòng phụ trách địa bàn có cam kết bằng văn bản về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Cũng theo lãnh đạo quận Dương Kinh, trong năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc quản lý trật tự xây dựng sẽ được quận triển khai quyết liệt hơn so với những năm trước. Ngay từ đầu năm 2018 thì chúng tôi đã tập trung xây dựng cái kế hoạch để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng cũng như là trật tự đô thị và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, giao trách nhiệm cho Ủy ban dân phường để tăng cường công tác quản lý và phân công rõ cái trách nhiệm của cán bộ quản lý đô thị, quản lý địa chính của các phường theo đúng cái vị trí việc làm một cách đồng bộ để mọi người cùng phát huy cái trách nhiệm. Quận cũng tăng cường trách nhiệm của phòng quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân các phường trong việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, tránh để phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục xin cấp phép xây dựng, đồng thời tiếp tục kiên quyết xử lý các công trình vi phạm, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2018 giới thiệu các sản phẩm chất lượng tốt của Thái Lan tới giới kinh doanh và người tiêu dùng Hải Phòng. Mỹ lên kế hoạch áp mức thuế lên tới 60 tỷ đô la Mỹ đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, tập trung vào lĩnh vực công nghệ và viễn thông. Sáng nay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế thành phố Hải Phòng diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm Thái Lan năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành cùng đại diện tham tán thương mại, thường vụ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tới dự. Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các nước tiểu vùng sông Mekong và các nước ASEAN, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan, Thường vụ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với công ty Vinisat tổ chức Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2018, giới thiệu các sản phẩm chất lượng tốt của Thái Lan tới giới kinh doanh và người tiêu dùng Hải Phòng. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành hoan nghênh và đánh giá cao các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Thái Lan trong các hoạt động xúc tiến thương mại và thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư và văn hóa giữa hai quốc gia. Đồng thời hy vọng qua triển lãm sản phẩm Thái Lan, thành phố Hải Phòng sẽ được nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đầu tư trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thành phố Hải Phòng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan. Với sự tham gia của 50 công ty Thái Lan và các công ty của Việt Nam hiện đang là các nhà nhập khẩu chính thức sản phẩm Thái Lan vào Việt Nam, cùng khoảng 70 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đa dạng. Đặc biệt, với sự tham gia và trình diễn về kỹ thuật tỉa củ quả, nghệ thuật nấu ăn của các chuyên gia hàng đầu Thái Lan, cũng như các tiết mục trình diễn của các vũ công, Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2018 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư song phương giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, mà còn tăng cường giao lưu văn hóa hai nước, là cơ hội để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp Thái Lan gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác. Theo Nghị định số 32/2018 của Chính phủ vừa ban hành, kể từ ngày 1 tháng 5, doanh nghiệp nhà nước sẽ không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản,
trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là loại hình bất động sản, không được góp vốn mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước là chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác sử dụng, nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác. Giao thông hỗn loạn tại các cổng trường là tình trạng không hiếm gặp vào giờ tan tầm. Thế nhưng tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Lê Chân, từ lâu các phụ huynh đã có thói quen xếp hàng và ra vào trật tự để đón con em. Thói quen này đã được hình thành như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. 16:30, tiếng trống điểm giờ tan trường. Các bậc phụ huynh tự giác đưa phương tiện vào đúng vị trí vạch kẻ để chờ đón học sinh. Phương tiện ra vào theo hàng lối, không tắc nghẽn. Đó là hình ảnh quen thuộc tại trường tiểu học Dư Hàng Kênh vào mỗi buổi tan trường từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông được triển khai vào cuối năm 2017. Nhà trường cũng đã, thứ nhất là đã kẻ vạch sẵn ở trong sân trường để cho các bậc phụ huynh được đỗ xe vào đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng tới các cái sự lưu thông của các phương tiện khác. Và ngoài ra thì nhà trường còn cắt cử các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn giáo viên để có thể trực ở cổng trường, và nếu như mà có các bậc phụ huynh nào mà đỗ xe chưa đúng nơi quy định hay là còn lúng túng khi mà chưa biết là mình phải đỗ xe ở đâu thì các đoàn viên thanh niên cũng nhắc nhở kịp thời. Trọng tâm của mô hình cổng trường an toàn giao thông là thực hiện phân luồng ngay từ trong sân trường. Điều này là cần thiết bởi nằm sát trường tiểu học Dư Hàng Kênh là điểm giao ngã tư Nguyễn Văn Linh Cầu Giào 2, một trong những điểm đen về an toàn giao thông, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người. Cần thiết là vậy, nhưng khi mới triển khai, không phải bậc phụ huynh nào cũng ủng hộ và chấp hành. Do phụ huynh học sinh vội đưa đón con cho nên không chấp hành các quy định của nhà trường. Sau một thời gian tuyên truyền thì đến nay hiện tượng ùn tắc giao thông ở ngoài cổng trường cũng đã giảm hẳn. Ý thức chấp hành của phụ huynh cũng đã tốt lên rất nhiều. Một biện pháp tuyên truyền hiệu quả đã được nhà trường thực hiện là tăng cường trang bị kiến thức an toàn giao thông cho học sinh thông qua các lớp học chuyên đề. Và từ đó, chính các em khi đã hiểu được tầm quan trọng của an toàn giao thông sẽ tác động để phụ huynh cùng thực hiện. Nhà trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân và Công an phường Dư Hàng Kênh bố trí cán bộ điều tiết giao thông tại cổng trường vào giờ cao điểm, từ đó nâng cao được hiệu quả của mô hình. Công an phường Dư Hàng Kênh đã xác định ngay được nhiệm vụ của mình trong cái việc đảm bảo an toàn giao thông ở trên toàn bộ địa bàn, cũng đặc biệt là các trường học. Sẽ cần nhiều hơn nữa những mô hình như cổng trường an toàn giao thông để thực hiện hiệu quả năm an toàn giao thông quốc gia 2018 với chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy để tiếng trống tan trường mang lại niềm vui, không còn là những giờ phút căng thẳng để chen lấn ra về và lo lắng vì mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và biến tính, trong đêm nay và sáng sớm mai 16 tháng 3, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động ứng phó với sương mù, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận và các ngành đơn vị thông báo cho người điều khiển tàu thuyền về hiện tượng sương mù để tăng cường quan sát, bảo đảm lưu thông an toàn, giữ liên lạc với các tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận và các ngành đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch áp mức thuế lên tới 60 tỷ đô la Mỹ đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, tập trung vào lĩnh vực công nghệ và viễn thông. Theo hãng tin Reuters, mức thuế này có thể được đưa ra trong tương lai gần. Ngoài lĩnh vực công nghệ, phạm vi áp thuế dự kiến mở rộng hơn và danh sách cuối cùng có thể lên tới 100 sản phẩm. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt các công ty công nghệ cao của Trung Quốc liên quan đến bê bối tiết lộ bí mật công nghệ. Bên cạnh đó, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang xem xét một gói thương mại bao gồm áp thuế vô thời hạn, hạn chế đầu tư và hạn chế thị thực đối với công dân Trung Quốc. Kể từ khi nắm quyền, Tổng thống Trump luôn tìm cách thiết lập mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc. Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ Google cho biết sẽ thiết lập một hệ thống các điểm phát Wi-Fi miễn phí trên khắp đất nước Mexico. Quyết định này là một phần trong nỗ lực của Google nhằm cải thiện khả năng kết nối với các thị trường mới nổi, cũng như tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận với các sản phẩm công nghệ của hãng.
Theo đó, Google sẽ lắp đặt hàng chục điểm phát Wi-Fi miễn phí tại những địa điểm có lượng truy cập cao như trung tâm mua sắm, bến xe. Mexico là quốc gia thứ ba trên thế giới và đầu tiên ở khu vực châu Mỹ Latin được Google lắp đặt hệ thống phát Wi-Fi miễn phí. Trong giai đoạn từ 2013 đến 2016, số người dùng Internet tại Mexico đã tăng lên nhanh chóng tới 20 triệu người. Xương rồng, loài cây có gai có khả năng sống ở những mảnh đất khô cằn nhất, vốn chỉ được biết đến là cây trồng làm cảnh. Nhưng ít ai biết rằng xương rồng tai thỏ lại là một thực phẩm đặc sản có thể chế biến thành hàng trăm món ăn khác nhau với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tại Mexico, xương rồng tai thỏ không chỉ có tác dụng bảo vệ đất đai mà còn là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Mỗi năm Mexico sản xuất 800.000 tấn lá xương rồng tai thỏ do loài cây này có thể sinh trưởng với tốc độ rất nhanh trong suốt cả năm mà không cần dùng một loại phân bón hóa học nào. Ngành nông nghiệp Mexico trong thời gian gần đây đã đưa ra chiến lược mở rộng xuất khẩu xương rồng tai thỏ tới khu vực châu Âu, nơi mà người dân từ lâu đã xem trọng các món ăn từ loại lá cây đặc biệt này. Gần đây, xương rồng tai thỏ đã được tôn vinh là siêu thực phẩm mới chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao với vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Tại Mexico và nhiều quốc gia châu Mỹ, các món ăn từ lá xương rồng tai thỏ non rất phổ biến và được xem như một món rau xanh có trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình. Người ta có thể chế biến xương rồng tai thỏ thành khoảng 350 món khác nhau, trong đó có món súp, salad, kẹp bánh mì sandwich hay tự làm nước ép. Sở dĩ lá xương rồng tai thỏ được mọi người đánh giá cao trong thực phẩm hàng ngày vì nó có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh như tiểu đường, dạ dày, làm thực phẩm giảm cân, giảm nồng độ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chống ung thư và nhiều bệnh khác. Các chuyên gia y khoa cho biết, dưỡng chất có trong hai lá xương rồng tai thỏ non tương đương với lượng protein chứa trong một suất thịt bò bít tết. Một ngư dân ở quận Wakayama, Nhật Bản vừa bắt được một con cá ngừ đen khổng lồ với trọng lượng 450 kg và chiều dài cơ thể 2,74 m. Con cá ngừ vừa được đánh bắt này đã phá mọi kỷ lục trước đó tại Wakayama về trọng lượng và kích thước. Theo tính toán, thịt của cá ngừ khổng lồ đủ dùng cho 3.000 người ăn và có thể được bán với giá trên 7 triệu yên Nhật. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.